Vâng, xin kính thưa các thầy trong chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy, các bạn đồng nghiệp. Hôm nay em rất vui mừng ở đây để được chia sẻ một cái bài về chẩn đoán hồi sức và kỹ thuật lấy tạng từ bệnh nhân chết não và kỹ thuật ghép gan toàn bộ từ người hiến chết não. Hình như chúng ta đã biết thì ghép tạng là một trong 10 thành tựu khoa học lớn nhất của thế kỷ 20. Nó giúp cứu sống các bệnh nhân có suy tạng giai đoạn cuối. Cái nguồn hiến tạng thì chủ yếu và nhân đạo nhất là từ người hiến chết não, thì nó là giảm nguy cơ cho người hiến. Và tuy nhiên là hiện nay cái khó khăn, một trong những khó khăn của chung của toàn thế giới, đó là cái nguồn tạng hiến từ người hiến chết não này, làm sao để vận động được càng nhiều cái người hiến tạng càng tốt để cứu các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối. Thì trong cái việc hiến tạng từ người hiến chết não thì chẩn đoán chết não và hồi sức bệnh nhân chết não cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Từ những năm 1960 thì bắt đầu đưa ra các khái niệm đầu tiên thì lấy tạng từ người hiến chết não. Và đến năm 1966 thì cái khái niệm chết não được chấp thuận tại Pháp. Và đến năm 1968 thì tại Đại học Harvard thì cái tiêu chuẩn chết não, chẩn đoán chết não được đưa ra và được sử dụng cho đến ngày nay. Thì đến 2005 ở tại Pháp thì có 2.803 người chết não hiến tạng tiềm năng. Trong đó thì có 1.371 người đã hiến tạng và có 4.422 tạng được ghép. Đây là một con số rất là lớn và rất là đáng mơ ước đối với nhiều quốc gia. Tại Việt Nam thì trước năm 2010 thì chưa có bệnh nhân nào được ghép tạng từ người hiến chết não cả. Thì luật thì để mở đường cho cái việc lấy tạng từ người hiến chết não thì chúng ta cần có hành lang pháp lý thì đã được quy định ở luật năm 2006 và sau đó là 2008. Trên các nguyên tắc là thứ nhất là về tự nguyện đối với người hiến và người được ghép. Thứ hai là chỉ vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học, không nhằm mục đích thương mại, và người hiến và người ghép thì đều có quyền giữ bí mật về thông tin trừ khi các bên đã có thỏa thuận khác hoặc là các cái trường hợp pháp luật có quy định khác. Thì quy định thì người có từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đã có quyền hiến mô và bộ phận cơ thể mình khi còn sống và để sau hoặc sau khi đã chết và hiến xác, và có điều 18 về thủ tục đăng ký hiến mô và bộ phận cơ thể ở người. Thì cái quy trình chẩn đoán chết não thì đã được quy định rất là rõ ở trong luật, trong điều 28, 29, trang 24, 25 của luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người. Thì cái tình trạng chết não là tình trạng mất hoàn toàn chức năng hoạt động của thân não, và tổn thương này tổn thương vĩnh viễn và không thể hồi phục được, và hầu hết các bệnh nhân được chẩn đoán chết não sẽ tử vong trong vòng 72 tiếng. Và cái chẩn đoán chết não được thực hiện bởi cái hội đồng chẩn đoán chết não bao gồm một bác sĩ hồi sức, một bác sĩ ngoại thần kinh, một bác sĩ nội thần kinh và một bác sĩ về giám đốc định pháp y được giám đốc bệnh viện phê duyệt. Các tiêu chuẩn lâm sàng thì được thực hiện 3 lần, mỗi lần cách nhau 12 tiếng, và lần đầu tiên thực hiện cách 12 tiếng từ khi bệnh nhân có đủ điều kiện. Các cái mất chức năng và mất phản xạ của vùng thân não bao gồm có hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử hai bên giãn cố định trên 4 mm, mất phản xạ ánh sáng, mất phản xạ giác mạc, mất phản xạ ho và kích thích phế quản, không còn phản xạ đầu mắt, phản xạ mắt tiền đình, không còn phản xạ mắt tim và có nghiệm phát ngừng thở dương tính. Về tiêu chuẩn cận lâm sàng thì chỉ cần một tiêu chuẩn, hoặc là ghi điện não không còn hoạt động của sóng não, chụp cắt lớp không còn vi tính sọ não có tiêm thuốc thì không còn thấy mạch máu trong não ngấm thuốc nữa, chẩn đoán lesion trên sọ thì không còn thấy tuyến máu não, và chụp mạch não thì thường hầu hết là có hình ảnh cắt cụt tại động mạch cảnh trong, hoặc chụp đồng vị phóng xạ thì không thấy còn bắt phóng xạ ở trong não. Về các phương tiện để cần để đánh giá chết não thì các phương tiện cơ bản cần có là có máy thở, có monitor để theo dõi, có các cái xét nghiệm về sinh hóa, về khí máu, về công thức máu, máy đo độ giãn cơ tồn dư, đèn pin soi đồng tử, máy ghi điện não, máy chụp mạch não và máy Doppler xuyên sọ. Việc hồi sức bệnh nhân chết não là rất là quan trọng, bởi vì là khi bệnh nhân mà được chẩn đoán chết não hoặc là khi mà đã mất hoàn toàn cái chức năng của thân não thì nó sẽ dẫn đến một loạt các cái biến động về toàn thân. Thứ nhất là có cái tình trạng bão catecholamine, nó sẽ gây co mạch tạ, các cái hormone cũng không còn tiết ra nữa, như là không có vasopressin, tuyến hormone tuyến giáp cũng không còn được tiết ra nữa,
insulin và cortisol đều thấp, và cái tình trạng thiếu máu não nó dẫn đến cái tình trạng cái đáp ứng viêm toàn thân, và nó dẫn đến các cái rối loạn về huyết động và giảm cái chuyển hóa của cơ quan đích, và từ đó dẫn đến suy tạng. Thì cái việc mà hồi sức tạng, hồi sức bệnh nhân chết não cũng đồng nghĩa với việc hồi sức tạng. Thế về hồi sức về tim mạch thì chúng ta cần phải tối ưu hóa cung lượng tim, duy trì tiền gánh và hậu gánh bình thường, và tránh sử dụng các thuốc beta-adrenergic. Các cái chỉ số về huyết động đích, về huyết động thì tối ưu có thể đạt được là có huyết áp trung bình khoảng 60-80 mm thủy ngân, về CVP khoảng 4-10 mm thủy ngân, hoặc tần số tim từ 60-100 chu kỳ trên phút, nhịp xoang, và đảm bảo cung lượng tim, cung cấp máu cho các bạn đích đầy đủ. Về hồi sức về hô hấp thì chúng ta cần phải, đặc biệt là ở các bệnh nhân mà có tiềm năng về hiến phổi, thì chúng ta cần phải có cái chiến lược thông khí bảo vệ phổi, như là thể tích, dung tích sống từ 6-8 ml trên 1 kg, tối ưu hóa PEEP, tránh quá tải về dịch để tránh có phù phổi, duy trì áp lực cớp khoảng 25 cm nước, nâng cao đầu giường để giảm nguy cơ viêm phổi do trào ngược, và đảm bảo là không ứ đọng, và phải đảm bảo, quan trọng là phải đảm bảo vô trùng khi chăm sóc. Và bệnh nhân có hồi sức về thận cũng rất là quan trọng, bởi vì hầu hết các bệnh nhân hiến tạng chết não thì đều có hiến thận cả, thì có để tránh để tụt huyết áp, để gây ra cái tình trạng là hoại tử ống thận và cấp và suy thận, và có thể sử dụng dopamine để mà tăng cái tưới máu của thận, duy trì dịch truyền để mà duy trì dịch truyền cân bằng dương, và để làm tăng natri máu, và theo dõi để duy trì nước tiểu. Và nếu mà cái bệnh nhân có tình trạng đái tháo nhạt thì phải truyền vasopressin hoặc điều chỉnh các rối loạn nước và điện giải kèm theo. Về các cái bù, các cái nội tiết tố thì thứ nhất là có duy trì insulin, sử dụng các cái corticoid như là methylprednisolone 15 mg trên kg mỗi 24 tiếng, duy trì các thuốc tuyến giáp như T3, T4, sử dụng vasopressin để chống lại đái tháo nhạt, để duy trì natri máu dưới 155 mmol trên lít, để tránh ảnh hưởng đến các cái tạng đích bằng đường 5% hoặc là muối nhược trương 0,45%. Về cũng hồi sức về huyết học thì cũng cần phải đảm bảo cái nồng độ hemoglobin trên 9 gram trên decilit, và điều chỉnh các rối loạn đông máu bằng huyết tương tươi đông lạnh hoặc tiểu cầu, và tránh các cái thuốc chống tiêu sợi huyết. Và bệnh nhân cũng cần phải được đảm bảo đủ ủ ấm bằng cách là ủ ấm bằng chăn, duy trì dịch chuyển ấm, cái khí thở vào ấm và cái nhiệt độ phòng cũng ấm. Thì đây là những cái hồi sức cơ bản của bệnh nhân hiến tạng, hoặc là gọi là hồi sức tạng. Cái quy trình lấy đa tạng thì tư thế bệnh nhân nằm ngửa, dang hai tay, và cái đường mổ là cái đường trắng, ngoài ra thì có đường chữ thập ở bụng thì có thể đảm bảo cái trường mổ rộng nhất để có thể lấy được các tạng được an toàn. Sau khi mở bụng thì ta cần phải thăm dò ổ bụng, thăm dò về có các cái ung thư hoặc là có các cái tổn thương khác, các cái tổn thương tạng, chấn thương tạng không. Sau đó là chúng ta sinh thiết ga, cấy dịch ổ bụng. Bước thứ hai là cũng là bước quan trọng cơ bản nhất trong cái quá trình lấy tạng, đó là phải đặt chuẩn bị các cái mạch máu lớn như là động mạch chủ bụng, động tĩnh mạch chủ bụng và tĩnh mạch mà trao tràng dưới, để có thể chuẩn bị cho cái quá trình tưới rửa tạng. Bước 3 là bước mà đặt các cái cannulin vào trong các cái mạch máu mình vừa chuẩn bị. Sau khi mà cái kíp lồng ngực đã chuẩn bị xong, ở phía trên lồng ngực bao gồm có chuẩn bị cho việc tưới rửa tim và tưới rửa phổi, thì chúng ta sẽ clamp lại động mạch chủ bụng, đổ đá và bắt đầu quá trình tưới rửa. Thường sẽ tưới rửa khoảng 8-10 lít dịch.
Và sau đó thì sau khi quả hoàn thành quá trình rửa tạ được rửa tốt, không còn máu đọng, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lấy tạ và đưa vào các chậu đá để bảo quản. Sau đó là sẽ chuẩn bị các cái mạch máu để cho quá trình ghép tạng được diễn ra thuận lợi. Quy về quy trình ghép gan từ người hiến chết não bao gồm có ca ghép gan đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức là vào tháng 5 năm 2010. Đây là ca đầu tiên được hiến tạng từ người hiến chết não. Thì về kỹ thuật thì có cắt gan cắt thì, thứ nhất là cắt gan toàn bộ. Sau khi hoàn thành quá trình cắt gan toàn bộ thì sẽ đưa cái gan mới vào, thì sẽ nối tĩnh mạch gan hoặc tĩnh mạch chủ dưới theo các phương pháp kinh điển hoặc theo kỹ thuật piggyback. Sau đó là nối tĩnh mạch cửa. Sau khi nối tĩnh mạch cửa thì chúng ta sẽ tiến hành để thả lăng của tĩnh mạch gan và tĩnh mạch cửa để tái tưới máu gan. Sau đó là tiến hành nối động mạch gan, nối đường mật và kết thúc quá trình ghép gan. Thì cắt gan toàn bộ thì chúng ta cần phải phẫu tích được cuống gan, kiểm soát được và thắt được ống gan chung, động mạch gan và kiểm soát được tĩnh mạch cửa. Đây là cái kỹ thuật mà cắt bao gồm cắt cả đoạn, hoàn toàn bao gồm cả cắt toàn bộ đoạn tĩnh mạch chủ dưới kèm theo gan cũ. Và thường theo kỹ thuật kinh điển thì sẽ có các cái cầu nối giữa tĩnh mạch nách và tĩnh mạch đùi và gồm cả cái tĩnh mạch cửa nữa, thì để đảm bảo cái vấn đề duy trì huyết động được đảm bảo trong cái quá trình suốt cái quá trình ghép. Gần đây thì một số các cái kỹ thuật mới thì có thể không cần cái việc xoang cửa chủ hoặc xoang nách đùi này nữa. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái kinh điển giúp cho cái duy trì cái huyết động của bệnh nhân được ổn định trong suốt toàn bộ quá trình ghép gan. Và sau khi mà giải phóng gan thì chúng ta sẽ cắt toàn bộ cái tĩnh mạch chủ dưới. Đây là nếu mà mình ghép gan theo kỹ thuật kinh điển là thay cả đoạn tĩnh mạch chủ dưới nào. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thực hiện theo kỹ thuật piggyback thì chúng ta sẽ phải giải phóng toàn bộ gan cho đến toàn bộ mặt trước tĩnh mạch chủ dưới cho đến khi mà chúng ta luồn lách được hoàn toàn, kiểm soát được hoàn toàn ba tĩnh mạch gan. Và sau khi mà chúng ta đặt gan mới vào thì chúng ta sẽ tiến hành điện nối tĩnh mạch chủ dưới hoặc là tĩnh mạch trên gan. Thì đây là cái hình ảnh là kỹ thuật nối tĩnh mạch chủ dưới kinh điển, tức là chúng ta sẽ nối đầu trên và đầu dưới của tĩnh mạch chủ dưới với cả cái mỏm mà mình vừa cắt. Còn đây là về kỹ thuật gọi là kỹ thuật piggyback, thì nó sẽ được đưa ra sau này thì nó sẽ giúp giảm giảm các cái biến động về huyết động do cái việc mình cắt hoặc là mình clamp cái tĩnh mạch chủ dưới như và đảm bảo là không ảnh hưởng đến huyết động của bệnh nhân trong suốt quá trình ghép gan. Thì cái kỹ thuật kinh điển nhất là đấu tĩnh mạch chủ dưới của cái gan ghép vào cái vòm chung của ba cái tĩnh mạch trên gan được mở ra ở phía trên này. Đây là cái hình ảnh clamp của ba tĩnh mạch trên gan và đã được mở toàn bộ cái ba cái tĩnh mạch gan này ra. Hoặc là theo kỹ thuật của Benguetti, tức là chúng ta sẽ clamp bên của tĩnh mạch chủ dưới của cái người nhận và nối bên bên với cả cái tĩnh mạch chủ dưới của người hiến. Thì cái này thì sẽ tạo được một cái miệng nối rất là rộng. Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành, sau khi nối xong tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta sẽ tiến hành nối khâu nối tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa sẽ được cắt để đảm bảo nó không bị trùng. Và sau đó sẽ tiến hành bằng các mũi khâu vắt. Và sau khi mà xong thì chúng ta sẽ có cái growth factor, tức là cái chúng ta sẽ không buộc hết cái tĩnh mạch cái chỉ này xuống mà sẽ để một cái khoảng rộng như thế này để mà sau này cái tĩnh mạch chủ dưới nó có tĩnh mạch cửa nó có thể giãn ra được. Và sau cái thì nối tĩnh mạch cửa này chúng ta sẽ thả clamp của tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch gan hoặc là tĩnh mạch chủ dưới để tiến hành tái tưới máu gan. Và sau đó là chúng ta sẽ tiến hành nối động mạch gan, thì tùy theo các cái biến đổi giải phẫu mà chúng ta sẽ có các cái phương án nối khác nhau, có thể nối tận tận với động mạch gan chung của cái người hiến hoặc là nối tận bên với động mạch gan chung, hoặc là nối đây là cái chúng ta lấy động mạch bị tá tràng lên để nối với động mạch gan phải nếu mà động mạch gan phải đến từ động mạch trao tràng trên. Đây, nối động mạch gan phải từ động mạch trao tràng trên. Đây là các kỹ thuật nối khác nhau.
hoặc trong một số các cái trường hợp mà khó khăn hoặc là cái động mạch gan mà xơ vữa quá, thậm chí có thể lấy dài và cắm lại động mạch gan vào trực tiếp vào động mạch chủ bụng luôn. Và cuối cùng là thì núi đường mật có thể có dẫn lưu đường mật hoặc không có dẫn lưu đường mật, nên thì tùy vào kỹ thuật của mỗi mỗi trung tâm hoặc về của mỗi phẫu thuật viên. Đây là sau khi cái thì mà chuẩn bị để kết thúc đấy ạ, thì chúng ta có thấy đây là động miệng nối của tĩnh mạch cửa, miệng nối động mạch gan, và đây là miệng nối đường mật. Đây là chuẩn bị kết thúc, và chúng ta sau khi thực hiện xong miệng nối đường mật thì chúng ta sẽ kết thúc thì toàn bộ cái quá trình ghép gan. Thì để chuẩn bị cho ghép thì chúng ta đã có cái cơ sở pháp lý được quy định tại luật của Bộ Y tế, tức là có các đội ngũ cán bộ y tế có năng lực trình độ chuyên môn, có kiếp trưởng đã thực hiện trực tiếp ca ghép trên người, và có các phòng mổ liên hoàn khép kín một chiều có áp lực dương để đảm bảo vô khuẩn, có các cái đơn vị điều trị sau ghép và đơn vị theo dõi sau ghép, được có đơn vị ghép thực nghiệm, có phòng xét nghiệm để mà có thể thực hiện được đầy đủ các cái xét nghiệm để theo dõi cho bệnh nhân sau ghép, có đơn vị lọc máu để mà cho trường hợp ghép thận, có đầy đủ các trang bị thiết bị phòng mổ và các cái thuốc dự trù về thuốc cần thiết để thực hiện ghép tạng. Thế thì để chuẩn bị cho ghép thì về cơ bản thì sẽ có 5 bước. Thứ nhất là bước về đào tạo nhân lực. Thứ hai là chuẩn bị cơ sở hạ tầng, ghép thực nghiệm, hoàn thiện đề án và được cấp phép từ Bộ Y tế và thực hiện ghép trên người. Thứ nhất là về đào tạo nhân lực thì gồm có chúng ta cần phải thành lập các kíp về kỹ thuật. Thứ hai là đào tạo theo hình thức. Hiện tại thì có các bệnh viện bạn hoặc các bệnh viện đã thực hiện được các kỹ thuật ghép đa tạng rồi thì có thể theo hình thức gói chuyển giao với các bệnh viện ở trong nước, và đào tạo tại các bệnh viện, tham gia đào tạo các khóa đào tạo tại các bệnh viện quốc tế, hoặc là mời các chuyên gia về trong nước hoặc nước ngoài đến tổ chức đào tạo hoặc hội thảo tại chỗ. Và chúng ta cần thành lập các cái đơn vị chuyên trách. Các đơn vị chuyên trách này gồm có, thứ nhất là phải có hội đồng để ghép tạng, tức là các cái hội đồng về để mà thông qua các cái ca mổ ghép gan, ghép tim, ghép phổi, ghép tụy, thành vật, các đơn vị điều phối tư vấn lấy ghép cơ thể người. Cái này là các đơn vị thực hiện về mặt pháp lý, tư vấn về mặt pháp lý và báo cáo trực tiếp với cả trung tâm điều phối ghép thuộc Bộ Y tế. Có đơn vị vận động lấy ghép bộ phận mô, bộ phận cơ thể người, đơn vị này sẽ có nhiệm vụ là vận động gia đình, vận động đến người bệnh nhân mà có tiềm năng chết não để hiến tạng. Phải có hội đồng chết não theo quy định của luật đã trình bày ở trên. Có đơn vị điều trị sau ghép, tức là đơn vị ghép tạng và đơn vị ghép thực nghiệm. Về thành đào tạo thì có cần các cái kíp phẫu thuật viên, kíp lấy tạng, kíp rửa tạng, kíp ghép tạng, kíp gây mê, gồm có cả bác sĩ hồi sức trên não, gây mê trong ghép và hồi sức cho bệnh nhân sau ghép tạng, kíp chẩn đoán hình ảnh và các can thiệp điện quang can thiệp, các bác sĩ về nội tiêu hóa hạn là có thể thực hiện được các kỹ thuật về soi mật tụy ngược dòng. Bác sĩ giải phẫu bệnh có thể được thực hiện được và chẩn đoán được các cái bệnh lý sau ghép, các kíp điều dưỡng của phòng mổ hồi sức sau mổ và kíp điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại bệnh phòng. Hình thức đào tạo có thể theo các cái gói chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện ở trong nước, như bệnh viện Việt Đức đã thực hiện ghép được gần 100 ca ghép gan, chủ yếu từ, và rất nhiều cả, trong số đó là từ người hiến chết não, hoặc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì đã thực hiện được ghép 91 ca ghép gan, tuy nhiên là chủ yếu từ người hiến sống. Hợp tác với các bệnh viện nước ngoài cử các kỹ thuật đi học thời gian ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng. Các cái nước có thể hợp tác như là Đài Loan, Hàn Quốc hoặc là Mỹ. Mời chuyên gia trong nước, nước ngoài đến đào tạo tại chỗ, tổ chức các hội thảo để ghép tạng. Về chuẩn bị cơ sở vật chất thì cũng cần phải, ở bệnh viện tại bệnh viện Bạch Mai thì đã thực hiện được ghép thận, tuy nhiên là cũng vẫn phải có các cái chuẩn bị cho các ghép tạng khác, như là có các cái phòng mổ áp lực dương, phòng hồi sức, có buồng đệm phục vụ, các cái trang thiết bị phục vụ cho gây mê hồi sức, đặc biệt là hồi sức trên não và cái hồi sức và sau ghép tạng, các bộ dụng cụ phẫu thuật để
có thể hỗ trợ cho cái việc ghép tạng được thuận lợi. Có phòng bệnh áp lực dương, có từ một, có hệ thống monitor không xâm lấn và có buồng đệm, có phòng mổ thực nghiệm. Các khoa xét nghiệm thì sẽ phải thực hiện được đầy đủ các xét nghiệm 24 trên 24, nhanh chóng và chính xác. Các hệ thống chẩn đoán hình ảnh như chụp cắt lớp vi tính đa dãy, cộng hưởng từ, hệ thống chụp mạch. Khoa giải phẫu bệnh thì được có hệ thống máy cắt lạnh và đọc kết quả được một cách chính xác, và có hệ thống và có các cái hóa mô miễn dịch để mà chẩn đoán các cái bệnh lý sau ghép. Khoa dược thì phải hoàn thiện các cái danh mục thuốc thiết yếu cần thiết cho ghép. Các khoa phối hợp như là khoa dinh dưỡng và phục hồi chức năng thì phối hợp các quy trình, xây dựng các cái quy trình về dinh dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân ghép tạng. Vâng, em xin hoàn thành bài trình bày ở tại đây. Xin cảm ơn các thầy, các bạn đã chú ý lắng nghe.